Cảm ơn bạn Hồng Nguyễn. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Vân. Cảm ơn bạn Nộc. Cảm ơn bạn Đeo nhé. Bạn Đeo nhé. Bạn Đeo vẫn chưa đổi tên ạ. Ok. Chào các bạn nhé. Các bạn ở nhà thực hành tiếp các bạn nhé. Các bạn phải thực hành thì nó mới hiểu ra được. Còn nếu mà tôi cứ làm luôn hết các tất thì làm tất thì các bạn này không không nắm được nhiều các bạn nhé. Còn cái quy trình thì tôi đã chia sẻ với các bạn ở buổi đầu tiên và buổi thứ hai về quy trình phần mềm, và hôm nay chúng ta chỉ để thực hành trên chứng từ thực tế để các bạn hiểu rõ thêm thôi. Và cái thứ nữa là các bạn cần phải làm, cần phải thao tác thì các bạn mới nhận ra, mới ngộ ra các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn bạn Thúy Hà nhé, cảm ơn bạn Quên Quên nhé. Ok, cảm ơn các bạn nhé, rồi chào các bạn.